Hello. À, kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, hiện tại đang công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1. Thì lời đầu tiên thì cho em phép em xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong hội nghị thường niên hội hô hấp ngày hôm nay. Chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp và chúc cho các quý vị đại biểu có thật nhiều sức khỏe. Đến với chương trình của hội nghị hội thường niên hội hô hấp năm 2019 thì em xin được phép trình bày một ca lâm sàng và tổng quan y văn có liên quan. Và đây là một ca lâm sàng hiếm gặp tại khoa hô hấp của chúng em. Phần trình bày của em gồm có 4 phần. Thứ nhất đó là em sẽ trình bày về ca lâm sàng. Thứ hai là tổng quan một số tài liệu về y văn. Thứ ba là những đặc điểm lâm sàng. Và thứ tư là cách tiếp cận và xử trí đứng trước một cái tình huống là như thế nào. Về ca lâm sàng của em, đây là một bé nam 22 tháng tuổi. Bệnh sử gồm 2 ngày với sốt cơn, thốt từng cơn 3 đến 4 cơn một ngày, nhiệt độ cao nhất là 39 độ C, kèm ho đàm, khàn tiếng, không ghi nhận hội chứng xâm nhập trong quá trình bị bệnh. Ở nhà thì em bé được điều trị tại nhà với là thuốc siêu ho và hạ sốt, nhưng mà sau 2 ngày thì tình trạng em bé không cải thiện, do đó được người nhà đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Với chẩn đoán là viêm thanh khí phế quản, được điều trị với ceftriaxone liều là 100 mg bạc ký, dexamethasone liều 0,35 mg bạc ký trên ngày tĩnh mạch. Sau 5 ngày điều trị với cái chẩn đoán viêm thanh khí phế quản và những cái điều trị như trên thì tình trạng lâm sàng của em bé chậm cải thiện, do đó được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị. Tình trạng của bé lúc nhập viện là bé tỉnh táo, sốt 38,5 độ C, chi ấm mạch rõ, SpO2 là 99-100% với khí trời, CRT là nhỏ hơn 2 giây. Khám lâm sàng thì ghi nhận tim mạch thì tim đều tần số 136 lần trên phút, có thở co lõm lồng ngực trung bình. Tần số thở 46 lần trong phút, có thở rít khi nghỉ ngơi. Nghe phổi thì có ranh ngáy, ranh ẩm, bụng mềm, không dấu đề kháng và có suy dinh dưỡng nặng. Tiền căn của em bé này là một bé nam, sinh thường đủ tháng, con 1 trên 1, cân nặng lúc sinh là 3,3 kg. Tình trạng dinh dưỡng thì lúc 6 tháng tuổi thì em bé cân nặng 8 kg, lúc 12 tháng thì cân nặng là 10 kg, đến lúc 22 tháng thì với cái cân nặng của em bé là 9,5 kg, được chế độ ăn là có sữa công thức F75 với 500 ml một ngày và 1/2 chén cơm. Và phát triển tâm thần vận động thì hiện tại ở 22 tháng tuổi thì bé này đã biết chạy và nói được từng cụm từ ngắn. Tiền căn và chủng ngừa thì chích ngừa đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng, và tiền căn và bệnh lý thì chưa ghi nhận bệnh lý gì trước đây. Gia đình thì chưa ghi nhận những cái bệnh lý về di truyền, lao hoặc là hen suyễn. Về chẩn đoán lúc nhập viện đó là viêm thanh khí phế quản mức độ trung bình, viêm phổi, nhiễm trùng huyết và suy dinh dưỡng nặng theo tiêu chuẩn của WHO 2018. Điều trị ban đầu là ceftazidime liều 100 mg bạc ký một ngày tiêm tĩnh mạch, rifampicin liều 5 mg bạc ký trên ngày tiêm bắp, dexamethasone liều 0,6 mg bạc ký trên ngày tiêm tĩnh mạch và adrenaline phun khí dung liều là 0,5 mg bạc ký trên ngày. Các xét nghiệm hỗ trợ ban đầu thì gồm có công thức máu thì có bạch cầu tăng, trong đó lymphocyte chiếm ưu thế, hồng cầu và huyết sắc tố thì trong giới hạn bình thường. Xét nghiệm hỗ trợ khác gồm có CRP phản ứng thì cao là 32 mg trên lít, X quang ngực thì có viêm phổi hai bên. Thì diễn tiến sau 5 ngày điều trị thì bé này hết sốt, hết thở rít nhưng mà vẫn còn ho đàm và vẫn còn tình trạng khàn tiếng khi khóc và có sặc với thức ăn lỏng và khi uống nước. Thì đứng trước một cái tình huống lâm sàng như thế này với những cái điều trị chuẩn và theo những cái khuyến cáo của trên thế giới, đặc biệt là cái hội đồng đồng thuận của Anh Quốc, thì người ta nghĩ với những cái chẩn đoán như này thì thường một cái ca mà viêm thanh khí phế quản chúng ta điều trị từ 5 đến 7 ngày thì nó sẽ phải đáp ứng ngoạn mục. Tuy nhiên ở ca này thì sau thời gian điều trị 10 ngày nhưng mà cái lâm sàng của em bé vẫn chưa cải thiện, mà biểu hiện cụ thể đây là gì? Đó là em bé nó vẫn còn thở rít và nó vẫn còn khàn tiếng, đồng thời là có triệu chứng là sặc với thức ăn lỏng và khi uống nước. Thì chính vì đứng trước một cái tình huống lâm sàng như vậy thì chúng tôi đặt ra những cái chẩn đoán khác mà sau khi kết hợp với những cái dữ kiện và lâm sàng cũng như là những kiện cận lâm sàng khác thì chúng tôi nghĩ nhiều ở ca này là có khả năng là có cái dị vật do hít phải hoặc là nuốt phải. Do đó mà em bé này là được chụp CT scan cổ ngực sau 5 ngày điều trị. Thì trên hình ảnh CT scan cổ ngực thì các anh chị có thể thấy rõ là có một cái khối, có tổn thương dạng túi ở thành bên trái của khí quản, thành dày có bắt thuốc cản quang và nó kéo dài từ khoảng đốt sống cổ D6 đến đốt sống ngực D2 và nó có một cái đường thông ở mức khoảng đốt sống cổ ngực 7 vào cái lòng của khí quản. Tuy nhiên, với cái kết quả CT scan này thì vẫn chưa lý giải được là vì sao em bé này là có một tình trạng hít sặc, chứng tỏ nó phải có một cái gì đó liên quan đến cái vấn đề về tiêu hóa, không chỉ những vấn đề về hô hấp. Do đó em bé này tiếp tục được làm nội soi phế quản bằng ống mềm.
Thì với cái nội soi phế quản ống mềm thì trong quá trình nội soi thì chúng tôi ghi nhận là có hẹp khí quản theo chiều ngang và có một cái lỗ có hình ảnh là xui bọt cua. Có hình ảnh xui bọt cua ở phía dưới nắp thanh môn một đoạn khoảng 1 cm thì có hình ảnh xui bọt cua. Sau đó chúng tôi nghi ngờ có một cái đường dò thì chúng tôi tiến hành nghiệm pháp xanh metilen. Chúng ta bơm xanh metilen từ thực quản qua khí quản và trong quá trình bơm thì chúng tôi vừa rút vừa bơm thì một lúc sau thì ghi nhận có hình ảnh của màu xanh metilen ở cái vùng xùi bọt cua như lúc ban đầu chúng tôi chưa tiến hành xanh metilen. Vì vậy qua cái test này chúng tôi đã khẳng định rằng có một cái đường dò thông thường giữa khí quản và thực quản. Và sau phẫu thuật thì lâm sàng em bé hết sốt, hết ho đàm và tình trạng sặc có cải thiện rõ rệt, nhưng mà em bé vẫn còn có tình trạng thở rít khi khóc. SpO2 với khí trời là đạt 99-100%, nhịp thở thì có giảm, phế âm thì còn ra nẫm. Về như vậy thì đây là một cái ca rất điển hình của một dò khí quản thực quản mắc phải. Đây là một trong những ca hiếm gặp. Mặc dù cái dò khí quản thực quản mắc phải ở người lớn thì được ghi nhận rất là nhiều và những biến chứng của nó cũng rất nhiều. Tuy nhiên ở trẻ em thì dò khí quản thực quản thì ít được báo cáo bởi vì số ca thực sự trên thế giới và hiện tại Việt Nam thì cũng còn rất ít. Qua ca này thì chúng tôi muốn nhắc lại một số cái vấn đề về cái nguyên nhân của dò khí quản thực quản mắc phải ở trẻ em. Đó là ví dụ như là tình trạng đặt nội khí quản kéo dài. Thì cái tình trạng đặt nội khí quản kéo dài nó sẽ gây ra một cái áp lực trên cái thành của khí quản và đó chính cái áp lực này nó sẽ tạo ra một cái đường dò đến thực quản. Hoặc ví dụ như đứa trẻ này nó hít phải những cái chất ăn mòn hoặc là nuốt phải những cái chất ăn mòn thì nó gây bào mòn cái thành của khí quản thực quản và nó cũng gây ra một cái đường dò. Và trên ca này thì đặc điển hình là chúng tôi sẽ thấy được là có một cái dị vật ở khí quản hoặc thực quản thì nó sẽ gây ra đường dò. Và đặc điểm lâm sàng có biểu hiện có khác nhau giữa bệnh nhân đang được hỗ trợ hô hấp, ví dụ như bệnh nhân đang thở NCBAP hoặc bệnh nhân được đặt nội khí quản khác với bệnh nhân là được thở khí trời. Ví dụ bệnh nhân mà đang được hỗ trợ hô hấp thì nó có một tình trạng tăng tiết dịch ở phổi hoặc là có sự hiện diện thức ăn khi mà chúng ta hút đàm qua nội khí quản hoặc là khó khăn trong việc duy trì bóng chèn ở nội khí quản hoặc là ống mở khí quản do cái sót có cái đường dò thì nó sẽ làm cho cái việc cố định cái bóng nội khí quản rất là khó khăn. Hoặc là tình trạng thâm nhiễm ở phổi và tình trạng viêm phổi. Ở bệnh nhi mà được ăn uống qua đường miệng thì chúng ta nghi ngờ có một cái đường dò khí quản thực quản khi đứa bé này nó có ho sặc khi ăn hoặc là có khạc ra thức ăn khi ho. Đứa bé này nó khó khăn trong việc từ ăn uống hoặc là bé từ chối thức ăn hoặc là đứa bé này nó bị thở rít hoặc là nó khàn tiếng kéo dài. Về cận lâm sàng hỗ trợ thì chúng ta gồm có những cái gì? Đầu tiên tôi xin đề cập đến cái vấn đề về chụp X-quang ngực thường quy. Thì phần lớn X-quang ngực thường quy là bình thường. Có một số trường hợp thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được cái dị vật đường thở như là vị trí, hình dạng và kích thước nếu cái dị vật này là dị vật cản quang. Và chụp thực quản cản quang thì hữu ích trong việc đánh giá nguyên nhân và đặc biệt là giúp chúng ta đánh giá đường dò nếu có đường dò giữa khí quản thực quản. Về chụp các lớp vi tính thì được chỉ định khi mà bệnh nhân không thể nuốt được những cái chất cản quang giống như là phần trình bày của chúng tôi ở phía trước là một tình trạng mà chụp thực quản cản quang. Và chụp các lớp vi tính sẽ giúp chúng ta xác định được, định vị được cái lỗ dò, xác định được nguyên nhân gây dò, khảo sát được cái cấu trúc giải phẫu của khí quản thực quản và đồng thời là giúp đánh giá được cái nhu mô phổi. Và vấn đề của nội soi thì nó rất là cần thiết trong cái việc chẩn đoán và điều trị bởi vì sẽ giúp chúng ta được xác định lại cái chẩn đoán. Thứ hai nữa là giúp chúng ta lập cái kế hoạch cho cái vấn đề can thiệp tiếp theo. Ở đây chúng tôi xin được trình bày về cái vấn đề nội soi qua đường tiêu hóa và nội soi qua đường hô hấp. Về những cái ưu điểm của nội soi qua đường tiêu hóa sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái đường dò khí quản thực quản, dễ dàng chúng ta nhìn thấy được đường dò với những trường hợp là đường dò lớn hoặc là chúng ta giúp khảo sát được cái nguyên nhân gây bệnh hoặc là lấy mẫu sinh thiết. Tuy nhiên nó có những cái nhược điểm đó là ít chính xác trong khi mà chúng ta phát hiện những cái lỗ dò nhỏ bởi vì cái niêm mạc của thực quản nó sẽ dày hơn so với cái niêm mạc của khí quản. Do đó nó sẽ che lấp những cái lỗ dò nếu cái lỗ dò đó là nhỏ. Và thứ cái nhược điểm tiếp theo đó là cái trường quan sát rất là hạn chế. Về cái nội soi hô hấp và cụ thể là nội soi phế quản ống mềm thì nó sẽ giúp chúng ta khắc phục được những cái nhược điểm của nội soi thực quản, đó là cái trường khảo sát sẽ rộng hơn, giúp chúng ta xác định được chính xác vị trí lỗ dò và những cái cấu trúc lân cận, đồng thời sẽ làm tăng cái khả năng phát hiện những lỗ dò nhỏ, hỗ trợ trong cái quá trình sinh thiết chảy rửa phế quản phế nang và giúp đánh giá cái nguyên nhân gây bệnh. Test xanh metilen thì nó rất hữu ích trong cái việc mà giúp chúng ta xác định được những cái lỗ dò nhỏ hoặc là chúng ta nghi ngờ có lỗ dò.
Cách tiến hành thì chúng ta tiến hành bơm xanh methylene qua một cái ống xông đặt ở dạ dày. Chúng ta tiến hành rút dần ống xông và sau đó chúng ta bơm xanh methylene vào và quan sát cái vùng sùi bọt cua. Nếu có hiện diện màu của xanh methylene thì điều đó có một chứng tỏ rằng có sự thông thường giữa khí quản và thực quản. Quay trở lại ca lâm sàng lúc nãy, thì sau cái quá trình mà được phẫu thuật 5 ngày thì em bé này nó vẫn, cái tình trạng lâm sàng thì nó ổn, hết sốt, hết ho đàm, nhưng mà em bé này vẫn còn khan tiếng và vẫn còn có thở rít. Do đó chúng tôi vẫn tiến hành lại cái vấn đề về chụp X-quang trên em bé này. Thì kết quả chụp CT scan lần 2 thì chúng trên hình ảnh thì quý vị đại biểu có thể nhìn thấy được đây là khí quản và đây là thực quản. Chúng ta sẽ không còn thấy được cái đường dò nào thông thường ở đây nữa. Và trên hình này là mặt cắt ngang và đây là trên mặt cắt coronal thì chúng ta vẫn không thấy được cái hình ảnh của đường dò. Như vậy thì làm thế nào để lý giải được em bé này nó vẫn còn tình trạng khàn tiếng và hít và nó vẫn còn khàn tiếng và hít sặc. Do đó chúng tôi lại tiếp tục một lần nữa, chúng tôi nội soi phế quản lần 2 cho em bé. Đây là cái video trong cái quá trình nội soi. Thì vào cái, khi nội soi thì chúng tôi ghi nhận được là ở thành bên đây là cái vùng chỉ này là vùng đã được phẫu thuật. Và tình trạng ở đây là dây thanh bên phải và cái dây thanh bên trái, cái này là cái miệng thực quản. Thì chúng tôi ghi nhận rằng thì cái em bé này, mình sẽ xin tua lại cái video này một lần nữa để quý vị đại biểu có thể nhìn thấy rõ. Cái tình hình hẹp theo cái chiều ngang cái khí quản nó vẫn còn. Đây là cái vị trí của thành bên, cái vị trí phẫu thuật. Và ở đây là cái tình trạng hai dây thanh. Cái này là dây thanh bên phải, cái này là dây thanh bên trái. Thì chúng tôi đánh giá cái động học của hai dây thanh thì chúng tôi ghi nhận là có tình trạng liệt khép của dây thanh phía bên trái. Và đó cũng là góp phần cho chúng tôi lý giải cái nguyên nhân vì sao mà em bé này nó vẫn còn ở tình trạng khàn tiếng và cái nút sạc mặc dù có cải thiện nhưng mà vẫn còn trên lâm sàng. Đến thời điểm này thì chúng tôi tiến hành cho em bé tập vật lý trị liệu hô hấp. Thì qua cái quá trình tập vật lý trị liệu hô hấp để giúp cải thiện cái chức năng nói cũng như là cái chức năng phối hợp cái động tác nuốt và cái động tác ăn uống của em bé cũng như là động tác nói thì cái lâm sàng của em bé nó có cải thiện. Và đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn còn liên lạc với bệnh nhân này. Bệnh nhân này vẫn còn tiếp tục được tái khám ở khoa chúng tôi mỗi 2 tháng. Và cái thời điểm mà trước cái hội nghị này thì tôi vẫn còn gặp được bệnh nhân. Và em bé bây giờ là tình trạng ăn uống và hít sặc thì bây giờ không còn nữa và phát triển bình thường. Tóm lại qua ca này, chúng tôi muốn trình bày một số nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là dò khí quản thực quản mắc phải do dị vật bỏ quên là ít khi xảy ra, đặc biệt là ở nhi khoa. Và thường được chẩn đoán muộn. Trong đó, những cái kỹ thuật như là chụp các lớp vi tính và nội soi phế quản sẽ giúp cho cái định hướng cho cái quá trình chẩn đoán và can thiệp. Đây là những tài liệu tham khảo mà chúng tôi sử dụng trong quá trình làm nên cái bài báo cáo này. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.